Vâng. Đây là một trong những khu vực rặng dừa cắm trại ở đuôi công viên. Đây là đoạn cua ở cầu Thê Húc. Phía xa kia là rất hay được các đoàn làm phim quay phim ở trên cái cầu kia. Cảnh quan rất là đẹp. Sáng rất đẹp. Để nó tự đi theo anh ạ. Nó lạc nó tự đi về được. Thì sợ bọn nó câu chó. Đấy, tôi quay lại cái đoạn cắm trại. Đây khu vực cắm trại ngắm hoàng hôn được. Buổi sáng thì ngắm bình minh, chiều thì ở đây có thể cắm hoàng hôn. Buổi sáng sớm thì nắng vàng rất đẹp rực rỡ. Và đặc biệt chị em mà muốn chụp ảnh cái cảnh bông lau này rất là đẹp, nên mình nhớ ra cái đoạn ở chỗ Gia Lai. Đi cái đoạn đường từ Gia Lai ra Sê San 4 nó có một cái chỗ lau nó ngập đầu đường quốc lộ. Rất là đẹp. Đây là một trong những khu vực cắm trại rất là đỉnh cao. Bây giờ khoảng 6 giờ sáng. Ơi, mùn kia. Cảnh rất là đẹp. Đây là khu vực hồ. Đúng ra đoạn này là Gamuda của thành phố, là phải thả ít cá coi, vừa ăn muỗi mà lại ăn bọ gậy, vừa đẹp cảnh quan. Thì ở đây có hòn non bộ đá rất là đẹp, nhưng mà lại bỏ cộ nó mấy con cá rô phi kia, không có cá vàng cá coi ở đây. Rất là phí, chỗ này thả cá coi tuyệt vời. Đó, như đây là toàn cảnh khu vực có thể cắm trại thứ bảy chủ nhật cho các gia đình cũng như là công ty, vì đây nó mặt bằng nó rất là rộng. Thì đây chúng ta có thể gửi xe ở cái khu vực đường phụ này bên hồ. Ghế đá công viên. Nắng vàng rực rỡ. Mơn mơn mơn. Mơn đi bắt cá. Đấy, chúng ta có thể gửi xe ở kia, đi đường gom mảnh đây. Không cần phải đi ra cổng chính. Thì đi cổng chính thì hơi xa, khu vực ở Thanh Trì, Tam Hiệp, ở các cái khu chung cư như ISC rồi là đấy, là đi đường này rất là thuận, không phải vòng ra cổng chính. Đây, khu vực này cắm trại rất là đẹp mà cả ngày không bị nắng. Đây, khu vực dạng chè. Ở đây có thể cắm trại, đạp xe đạp, đổ dế, bắt chim, bắt dế men. Không gian tuyệt vời. Bình minh buổi sáng là những người đi tập thể dục.
ghế đá để chờ nghỉ. Khu vực để cho chị em check in cũng như cắm trại tổ chức sự kiện, khu vực sân khấu, khu vực sân khấu rất đẹp, đây sân khấu tròn có đường kính khoảng 5 mét, đây có thể tổ chức sinh nhật sự kiện. Có ghế ngồi xung quanh để theo dõi biểu diễn như kiểu thời kỳ La Mã. Cụ đá cầu à? Ừ. Đó, sang bên này là đang đi ra đến cổng rồi. Gần đây một nửa thì đấy là một trong những khu vực cắm trại ở bên trong. Chung ở Hà Nội thì không đâu có cái công viên to rộng như này, nhưng nó chỉ có cái là cái nước ở đây thì nó là cái hồ nước thải của thành phố, nên ra là cái nguồn nước nó không được sạch. Nhưng mà về môi trường rồi là cây cối thì ở đây rất nhiều cây. Liễu bên hồ. Thì đây cũng là lời nhắn gửi với thành phố rồi. Nếu mà của tập đoàn Gamoda thì ra hoạt cho người ta làm vệ sinh môi trường như trước đây, hoặc là nếu của thành phố thì thu hồi về để làm công viên cho bà con, cho nhân dân được tập thể dục cũng như là được hít thở không khí trong lành. Thì mình có thể là điều phối cái nước thải lại sang một cách khác, hoặc là xử lý nước thải xong thì mới mang vào. Cái hồ kia là nó không được sạch lắm, môi trường thì tuyệt vời, cây cối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý khách nha, xem kênh thấy hay nhớ đăng ký kênh, like, share hoặc comment bên dưới. Thì Tiến Thịnh hàng ngày tập thể dục ở đây, thì có gì cần tư vấn để vui chơi ở đây thì Tiến Thịnh sẽ giúp. Xin trân trọng cảm ơn.